Ngay từ những phút đầu trận đấu với Inter tại vòng bảng Champions League, Barca đã nhanh chóng kiểm soát và dùng ép đối thủ. Cả hai đều tạo ra những cơ hội thực sự nguy hiểm, nhưng đều không thể thành công. Phút bù giờ thứ hai hiệp thi đấu thứ nhất, Calhanoglu bất ngờ mở tỷ số cho Inter. Sau hiệp 2, Barca đã tăng cường tấn công mạnh mẽ hơn, trong khi Inter tìm cách ngăn cản đối thủ bằng những pha phạm lỗi. Thứ ba 0-1 khiến Barca tụt xuống thứ ba tại bảng C, kém Juventus 3 điểm và Bayern Munich 6 điểm. Họ sẽ phải nỗ lực trong 3 trận còn lại để không muốn bị loại sớm. Kết quả một số trận đấu khác: Ajax đã thua 1-6 trước Napoli, Liverpool thắng 2-0 trước Rangers, Club Brugge cũng nhận chiến thắng 2-0 trước Atletico, Porto thắng 2-0 trước Leverkusen, Bayern Munich dịch thắng lợi 5-0 trước Victoria Plzen, Marseille dịch thắng lợi 4-1 trước Sporting, Frankfurt và Tottenham hòa nhau không đều. Vào ngày 1 tháng 7 năm 2023, Lionel Messi sẽ là cầu thủ của Barca. Đây là thông tin được tiết lộ bởi nhà báo người Argentina Veronica Brunati, người có mối quan hệ khá thân thiết với gia đình của Messi. Tiết lộ của nhà báo Brunati nhanh chóng được chia sẻ trên nhiều tờ báo lớn khắp châu Âu. Người hâm mộ bóng đá châu Âu không khỏi bất ngờ bởi Messi tự nhiên sẽ không thể trở lại Barcelona. Hiện tại, PSG đã muốn dài hạn hợp đồng với Messi, tuy nhiên cầu thủ người Argentina vẫn chưa đưa ra quyết định. Pogba gặp chấn thương sụng chêm đầu gối trong buổi tập tu đấu Mỹ trước thềm mùa giải này. Chấn thương nghiêm trọng khiến tiền vệ 29 tuổi phải tiến hành phẫu thuật. Theo chẩn đoán ban đầu, Pogba có thể quay trở lại vào tháng 11. Theo Sky Italia, quá trình hồi phục của Pogba diễn ra theo đúng kế hoạch và tiền vệ người Pháp sắp được phục 100%. Vì bình phục theo đúng kế hoạch nên Pogba đứng trước cơ hội lớn được tham dự World Cup. Không chỉ với tuyển Pháp, vì Pogba sắp trở lại còn là tin vui với Juventus. Leao đã sa sút phong độ kể từ đầu mùa vì thiếu những nhân tố chất lượng quan trọng như Pogba và Chiesa. Vì vậy, Pogba và Chiesa sẽ là sự bổ sung lực lượng đáng kể cho đội bóng thành Turin. Mới đây, nguồn tin của Angelino Gitto tiết lộ hợp đồng của Mark Haaland đã ký với Kevin Mancini. Theo đó, vào hè 2024, hợp đồng của Haaland có điều khoản giải phóng trị giá 200 triệu euro. Đến mùa hè 2025, phí giải phóng sẽ hạ xuống còn 175 triệu euro. Fernando Sanz, cựu chủ tịch của Malaga, tiết lộ thêm điều khoản giải phóng hợp đồng của Haaland có một trường hợp đặc biệt, đó là ưu tiên chuyển tới Real Madrid. Nhà báo Orion Dominic đưa tin, bên cạnh Real, Barca là bên đầu ưa thích tiếp theo của Haaland trong 2 năm tới. Theo tờ Sport One, Leverkusen đã liên hệ với Thomas Tuchel để thay thế cho Gerardo Scioli. Mùa trước, Leverkusen cán đứt Bundesliga vị trí thứ 3. Tuy nhiên đội bóng này sa sút khi chỉ mới giành được một chiến thắng kể từ đầu mùa. Họ hòa 2, thua 5 sau 8 trận đấu, hiện xếp áp chót trên bảng xếp hạng. Nhà báo Patrick Berger tiết lộ, nhà cầm quân người Đức không hứng thú với công việc tại Leverkusen. Tuchel muốn có thêm thời gian nghỉ ngơi, đồng thời hứa đến những đội bóng giàu tiềm lực hơn. Do xếp thứ 2 bảng D, đội tuyển Futsal Việt Nam và đối gặp đối thủ rất mạnh đó là Iran, đội nhất bảng C ở vòng tứ kết. Vì vậy không có gì bất ngờ khi đội tuyển Việt Nam lép vế hoàn toàn được trận đấu này. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội Việt Nam phòng ngự kiên cường nhưng chỉ đứng vững được 7 phút. Ngay trong hiệp 1, Iran đã có đến 4 pha lập công nhờ cú đúp của Tayebi, bàn thắng của Agapur và Rafiapur. Sang hiệp 2, Iran duy trì thế trận lấn lướt và có thêm 4 bàn thắng nhờ công của Bazia, Olagobat, Tayemi và Abasi. Trong khi đó, những nỗ lực của đội tuyển Việt Nam cũng chỉ mang về được một bàn thắng do công Đức Hòa và thất bại 1-8. Việt Nam đành dừng chân ở tứ kết. Iran sẽ đối đầu với Thái Lan ở trận bán kết. Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á là trọng tâm của cuộc họp Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á vào ngày 4 tháng 10. Giải đấu được dự kiến tổ chức vài năm trước nhưng phải tạm hoãn vì Covid-19. Đến nay, AFF đã quyết định tổ chức lại sự kiện vào năm 2023. Việt Nam cùng Thái Lan, Malaysia và Indonesia đều có 2 câu lạc bộ tham dự giải. Philippines và Singapore, mỗi quốc gia có 1 đội. Brunei, Campuchia, Lào và Myanmar được cử một đại diện thi đấu vào playoff để tranh 2 suất còn lại. Giải vô địch các câu lạc bộ Đông Nam Á sẽ có 12 đội tham dự. Các đội sẽ chia làm 2 bảng, mỗi bảng 6 đội. Thi đấu thể thức tương tự như AFF Cup, nghĩa là xen cả cứ một trận sân nhà thì một trận sân khách. Hai đội nhất và nhì mỗi bảng vào thi đấu bán kết 2 lượt đi và về.